quý vị sẽ được thưởng thức những tiếng trống thúc giục những người chính phu lên đường hiến mình cho tổ quốc. Hình ảnh đoàn người ra đi tham gia trong giặc ngoài xâm đã góp phần tạo nên truyền thống anh hùng bất khuất cho cả dân tộc Việt. Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt, khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây, chín tầng gương máu trao tay, nửa đêm truyền hình